Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 24 Em ôn lại những gì đã học và bài tập môn toán lớp 4 bộ sách Cánh Diều. Rồi, bây giờ thì các em hãy mở sách ra trang số 61 nào. Chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Yêu cầu là gì? Nói cho bạn nghe những điều em được học trong cái chủ đề này. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ được giáo viên tổ chức theo một cái nhóm, đúng không nào? Và chúng mình chỉ nhắc lại những cái vấn đề mà mình đã được học này. Chẳng hạn bạn nói này, tôi nhận biết được các số lớn đến hàng triệu, đúng nào? Thì bạn này lại nói này, tôi đã biết đọc, biết viết được các số có nhiều chữ số. Rồi, bạn này thì lại nói gì? Tôi biết làm tròn số và vận dụng ở trong cuộc sống. Đó. Như vậy thì có thể đến các em khác lại nói là gì? Tôi đã biết về các đơn vị như là gì? Yến này, tạ này, tấn này, đúng không? Giây, rồi thế kỷ. Rồi, bạn khác thì lại nói sao? Tôi đã biết cách làm bài toán rút về đơn vị. Đúng không? Rồi, bạn khác lại là sao? Tôi đã biết các góc nhọn, góc tủ, góc bẹt. Người khác lại nói sao nhỉ? Tôi đã biết cách vẽ hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song. Được chưa nào? Đấy, tức là gì? Các em sẽ ngồi và chúng ta nhắc lại những cái điều mà mình đã được học nhé. Rồi, sang bài 2. Có bao nhiêu chữ số không trong mỗi số được nêu ở cái bảng sau? Tức là gì? Người ta sẽ cho một cái bảng như thế này. Các em thấy này, cái số này người ta nói là 1.000. Như vậy thì mình sẽ chỉ cần làm sao viết ra giấy nháp hoặc là gì, các em nhẩm ở trong đầu á, 1.000 thì sẽ có mấy chữ số không? Mấy? 3 chữ số không. Vậy thì chúng ta sẽ thấy 1.000 có 3 chữ số không. Được chưa? Rồi, 100.000. Đấy, 100.000 thì mình sẽ nhẩm được ở trong đầu là gì? Số 100.000 là mấy chữ số 0? 5 chữ số 0. Đúng chưa? Rồi, tương tự, số tiếp theo là 1 triệu. Đó, thì các em phải nhớ ngay được, đúng không? 1 triệu có mấy? 6 chữ số 0. Ok. Rồi, 1 tỷ. Số 1 tỷ nè. Có mấy nhỉ? 1 tỷ chúng ta có 9 chữ số 0 nhé. Được chưa? Ok. Sang bài 3 nào. Bằng cách sử dụng 6 cái thẻ trong 10 thẻ bên. Đó, tức là chúng ta sẽ có 10 cái thẻ ta cho ở đây. Mà mình chỉ thực sử dụng mấy? 6 thẻ thôi. Lập số lớn nhất có mấy? 6 chữ số. Số lớn nhất có 6 chữ số thì các em nhìn thấy ở đây người ta lập làm sao? Nhưng mà nhớ này, ở đây sẽ có hai cái tình huống, đúng không nào? Lớn nhất có 6 chữ số thì mình sẽ dùng này, chữ số 6 chữ số này thì nó phải tới hàng trăm nghìn, đúng không? Vậy thì cái chữ số để lớn nhất ấy, thì mình sẽ chọn thẻ số gì? Số 9, đúng không? 9 8 7, 3 thẻ rồi đúng không? Rồi, vậy thì 6 5 4. Được chưa? Dễ như ăn kẹo đúng không? Số bé nhất có 6 chữ số. Như vậy bé nhất có 6 chữ số thì chúng ta không thể lấy số 0 để làm hàng trăm nghìn được, mà bắt buộc phải chữ số gì? 1. Vậy thì số ở hàng chục nghìn sẽ là 0, đúng không? Số tiếp theo sẽ là 2 3 4 5. Được chưa? Rồi, câu C này. Lập một số có 6 chữ số rồi làm tròn số đó đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. Như vậy thì các em có thể thích cái số nào thì các em có thể tự lập cái số đó. Ví dụ thầy thích cái số ở đây là gì? 83.000 đi. 6 chữ số đúng không?
830.000. Được chưa? 927. Các em có thể lấy bất kỳ số nào nhé. Đó. Như vậy đây là cái số thầy lập này. Đó, thầy sẽ lập được cái số này. Lập số. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm tròn số này này. Đến hàng gì? Hàng nghìn này, chục nghìn, trăm, trăm nghìn. Rồi, làm tròn này. Làm tròn cái số này. 8, 3, 0, 9, 2, 7. Đến hàng nghìn. Được chưa? Đấy, theo thứ tự luôn. Đến hàng nghìn sẽ là ta được. Được chưa? Ta được cái số bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu đây? Như vậy thì ở đây này, hàng nghìn đúng không? Đơn vị này, chục này, trăm này, nghìn này. Hàng nghìn, vậy thì đằng sau chữ số 0 là số mấy? Số 1. Vậy thì mình sẽ làm tròn gì? Làm tròn lên, đúng không nào? Sẽ là 8, 3, 1. Được chưa? 0, 0, 0. Đấy, lưu ý nhé. Tương tự mình sẽ làm tròn đến hàng chục, chục nghìn nào. Làm tròn cái số này. Được chưa? 8, 3, 0, 9, 2, 7. Đến hàng chục nghìn. Được chưa nào? Hàng chục nghìn nào. Đấy, ta sẽ được này. Như vậy mình sẽ được là gì đây? Đây là hàng nghìn đúng không? Chục nghìn là đến số mấy? Số 3. Vậy thì sau số 3 là số 0. 0 nhỏ hơn 5. Vậy thì mình sẽ làm tròn gì? Làm tròn xuống. Vậy thì 830.000. Ok. Rồi. Tương tự làm tròn cái số này. 830.927. Yêu cầu đến hàng gì? Hàng trăm nghìn. Đúng nào. Đến hàng trăm nghìn. Đến cái hàng trăm, trăm nghìn nè. Đó, ta sẽ được số nào? À, hàng trăm nghìn là số mấy? Số 8. Sau số 8 là số 3. Vậy thì đây cũng làm tròn gì? Xuống. Vậy thì sẽ là 800.000. Được chưa? Đấy. Như vậy thì đây là cái số mà thầy lấy thôi. Còn các em có thể lấy các số khác và chúng ta làm tròn tương tự nhé. Đến bài số 4 nào. Đọc các số sau rồi nói cho bạn nghe cách đọc số có nhiều chữ số. Như vậy đây. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng là khoảng bao nhiêu? 384.401 km. Tí nữa mình sẽ đọc số đó đúng không nào? Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 149.600.000 km. Vậy thì ở đây nó có hai cái số mà mình cần gì? Cần đọc này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đọc số này nè. Mình nhìn đây mình thấy đến hàng gì? Trăm nghìn đúng không? Vậy thì các em nhớ là khi đọc thì chúng ta cứ đọc bình thường, sau đó gắn đến lớp của nó vào. Ở đây có lớp đơn vị và lớp gì? Lớp nghìn nè. Các em đọc 384, tức là 384, nó thuộc lớp gì? Nghìn, thì chúng ta sẽ gắn lớp nghìn vào. 300 này, 84, được chưa? Nó ở lớp gì? Nghìn. Được chưa nào? Rồi, 401. Xong chưa? Đấy, lớp đơn vị thì chúng ta không cần gắn 401 đơn vị nữa nhé. Mình chỉ cần 401. Ok. Tương tự này, ở đây mình thấy này. Đơn vị chục, trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu. Như vậy nó tới gì? Hàng trăm triệu. Thì có lớp triệu này, lớp nghìn này, lớp đơn vị. Vậy các em sẽ đọc này. 149 này. 104 10
9, tức là mình đọc bình thường. Ba cái số này nó nằm ở trong lớp triệu nên chúng ta sẽ gắn này, triệu. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. 600. 600 nó nằm ở lớp nào? Nghìn. Như vậy đây thì 600.000. Được chưa? Đấy, các em đọc 600.000. 0, trăm, không chục, không đơn vị. Tức là ta dừng ở nghìn đây thì đương nhiên cái lớp đơn vị của nó sẽ là 0, trăm, không chục và không đơn đơn vị nhá. Được chưa? Bài 5 câu A nào. Điền cái số nào? Như vậy ở đây mình nhìn nè, người ta đã đo sẵn cho mình cái thước đo độ. Các em chỉ cần nhìn số này, góc này là bao nhiêu độ? 90, đúng không? Dễ như ăn kem rồi. Rồi góc này bao nhiêu đây? Số bao nhiêu? Nhớ cái góc nó quay sang bên phía tay gì? Tay phải, thì chúng ta sẽ lấy cái đường tròn dưới này. 50 bao nhiêu đây? 60 độ. Được chưa? Rồi, ở đây là mấy? 100 gì? 110 độ. Ok, xong nhá. Rồi, sang câu B. Dùng cái thước đo góc để đo các góc sau và ghi lại cái kết quả. Đấy, như vậy ở đây ta cho mình mấy? Ba cái góc. Thì cái góc đầu tiên này chắc chắn là gì? Chúng ta không cần phải dùng thước nữa, chúng ta biết ngay đây là góc vuông rồi, đúng không? Góc vuông thì sẽ là 9 gì? 90 độ. Được chưa? Rồi, bây giờ thầy sẽ viết tên ba cái góc này trước này. Góc đỉnh M. Rồi, cạnh là MK và MN. Có số đo. Đấy, có số đo là góc này mình biết chắc chắn là gì? Góc vuông 90 độ. Rồi giờ thầy sẽ viết sẵn góc đỉnh A và góc đỉnh O này nhé. Góc đỉnh, góc đỉnh gì? A. Cạnh là AB và AC. Có số đo là, hãy tí mình sẽ đo. Tương tự góc đỉnh O. Góc đỉnh O này, cạnh, cạnh là gì? OP. OP và OQ. Có cái số đo là, đấy, như vậy mình giờ mình đo nhá. Góc đỉnh A. Góc đỉnh A đây. Bao nhiêu độ đây? 60 độ. Được chưa? Rồi, góc đỉnh O này. Bao nhiêu đây? À, 120 độ. Dễ không? Xong nhá. Rồi, sang bài số 6. Hãy chỉ ra trong sơ đồ sau những con đường vuông góc với đường số 10. Rồi, những con đường song song với đường số 10. Như vậy ở đây thì yêu cầu mình là gì? Xác định con đường vuông góc và con đường song song. Vậy thì cái con đường số 10 đây này, để cho nó dễ thì thầy sẽ kẻ cái con đường số 10 bằng cái màu đỏ nhá. Các em không kẻ nhá, mà thầy kẻ đây để chúng mình xác định và nhìn cho dễ này. Đây là con đường số 10 này. Được chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ yêu cầu mình xác định con đường vuông góc này. Những con đường vuông góc với đường số 10, đúng không nào? Vuông góc với đường số 10 sẽ là, đó, chúng ta sẽ tìm sau nhá. Tương tự ở đây mình sẽ xác định là những cái con đường song song
song song với đường số 10. Được chưa? Song song với đường số 10 sẽ là. Rồi, trước hết mình sẽ xác định những cái con đường vuông góc với đường số 10 này. Các em lấy cái này chúng ta xác định thôi. Đường số 3 này, đúng không? Đường số 2 này, đường số 7 này, đường số 4 này, đường số 5 này, đường số mấy? 8. Dễ không? Quá đơn giản đúng không? Đó là gì? Đường số 3, đường số 2, đường số 7. Rồi, đường số 4, đường số 5 và đường số 8. Được chưa? Vậy thì con đường song song với đường số 10 thì chúng ta sẽ có đường số mấy đây? Đây con đường số 10 đúng không? Đường số 9 nè. Và đường số mấy? Đường số 1. Được không? Đấy, đó là số 9 và con đường số 1. Ok nhá. Rồi, mình đến bài 7. Bạn Hà nói rằng chiếc xe nặng 3 tạ 5 yến. Bạn Ngân thì nói là chiếc xe nặng 3 tấn 5 tạ. Bạn Huy nói chiếc xe thì nặng 3 tấn 5 yến. Theo em thì bạn nào nói đúng? Như vậy chiếc xe này được mang lên cân ở đây là 3.000 nè, 0 nè, 550 kg. Rồi, đây là gì? Cân nặng của cái chiếc xe tải này đúng không nào? Được chưa? Đấy, cân nặng của cái chiếc xe này nhá. Được chưa? Đấy, vẽ hình cái xe luôn cho nó hoành tráng lệ đúng không nào? Đấy. Rồi, như vậy thì một cái bạn này bạn nói là gì? Nặng 3 tạ 5 yến, tức là mình sẽ đổi này. 3.000 nè, 050 kg ra tạ, ra yến. Vậy thì các em thấy này, 1 kg là bao nhiêu? 1 kg. Đây, các em nhớ cái bảng đơn vị này cho thầy. Tấn này, đến tạ này, đến yến này, đến kg. Như vậy bạn này nói là 3 tạ thì 1 kg ở đây nó phải bằng bao nhiêu? À xin lỗi, 1 tạ ở đây nó bằng bao nhiêu? 100 kg. Như vậy thì chúng ta có 3.050 kg thì mình phải được là bao nhiêu? 30 tạ. Mấy yến? 50 kg thì phải là 5 yến này. Đấy, nếu đổi ra tạ yến thì nó phải là 530 tạ 5 yến nhá. Rồi đổi ra tấn này. Đổi ra tấn và tạ bằng bao nhiêu tấn này? Tạ. Vậy thì có phải 3.050 50 là gì? Tấn. Đúng không? Vậy thì 3.000 kg là 3 tấn. Còn 50 kg, 1 tấn là 1.000 kg cơ. Đúng không? Như vậy đây chỉ có 50 kg thôi, nó chỉ được có 3 tấn 50 kg thôi, chứ nó không được ra tạ đâu kìa. Đấy, 3 tấn 50 kg thôi nhá. Rồi, bạn Ngân đúng không? Bạn Huy nói 3 tấn 5 yến. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ thấy đây nó sẽ bằng 3 tấn này. Còn 50 kg, 50 kg là 5 gì? 5 yến. Đúng chưa? Đó, như vậy thì trong ba bạn này á thì chúng ta sẽ thấy bạn nào đây? Bạn này đổi đơn vị đúng này, 3 tấn 5 yến này. Là bạn gì? Bạn Huy. 3 tấn 5 yến, đúng chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ trả lời gì? Theo em thì bạn Huy nói đúng. Theo em. Theo em bạn Huy. Được chưa? Nói đúng. Nếu giáo viên hỏi vì sao đúng thì chúng ta cho một cái luôn, vì 3.050 kg
sẽ bằng 3 tấn 5 nằm yến nhé. Ok chưa? Rồi, đấy, như vậy thì chúng mình đã hoàn thành được cái bài này. Và đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn nhé. Bye bye.